có thể viên mãn đại từ cũng có thể viên mãn đại bi đại hỷ đại xả có thể viên mãn pháp không quên mất cũng có thể viên mãn tánh luôn luôn xả có thể viên mãn trí nhất thiết cũng có thể viên mãn trí đạo tướng trí nhất thiết tướng do đó chứng đắc trí nhất thiết trí này thiện hiện đại bồ tát ấy vì dùng sức phương tiện lấy vô tánh làm tự tánh nên biết tất cả pháp đều không có tự tánh trong đó không có tưởng cũng không không có có tưởng này thiện hiện đại bồ tát nên tu tùy niệm thiên như thế nghĩa là trong đó còn không có một chút niệm huống là có niệm thiên này thiện hiện đó là đại bồ tát y cứ tu hành tùy niệm thiên làm việc theo thứ bậc tu học theo thứ bậc hành trì theo thứ bậc lại nữa thiện hiện Đại Bồ Tát tuy tu hành bát nhã ba la mật đa vì muốn sự làm việc theo thứ bậc, sự tu học theo thứ bậc, sự hành trì theo thứ bậc, vì sức phương tiện lấy vô tánh làm tự tánh nên học Pháp không nội, nên học Pháp không ngoại, Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt giáo, Pháp không không biên giới, Pháp không tàn mạn Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì sức phương tiện lấy vô tánh làm tự tánh, nên học chân như, nên học pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Vì sức phương tiện lấy vô tánh làm tự tánh nên học bốn niệm trụ, nên học bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì sức phương tiện lấy vô tánh làm tự tánh nên học thánh đế khổ, nên học thánh đế tập diệt đạo. Vì sức phương tiện lấy vô tánh làm tự tánh nên học bốn tịnh lự, nên học bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì sức phương tiện lấy vô tánh làm tự tánh nên học tám giải thoát, nên học tám thắng thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ sứ. vì sức phương tiện lấy vô tánh làm tự tánh nên học pháp môn giải thoát không nên học pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện vì sức phương tiện lấy vô tánh làm tự tánh nên học bố thí ba la mật đa nên học tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lực bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo nguyện lực trí ba la mật đa vì sức phương tiện lấy vô tánh làm tự tánh nên học bậc cực hỷ nên học học, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Vì sức phương tiện lấy vô tánh làm tự tánh, nên học năm loại mắt, nên học sáu phép thần thông. Vì sức phương tiện lấy vô tánh làm tự tánh, nên học 10 lực Phật, nên học bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng,